Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào! Sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực học hỏi và tìm tòi, thì những người Việt Nam từ cách đây hơn 10 năm cũng đã tự đóng cho mình những con tàu chiến. Vậy thì những con tàu chiến do chính Việt Nam tự đóng, nó mạnh cỡ nào? Có khiến các đối thủ e ngại hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Nói về hai chữ tự đóng, hẳn là nhiều bạn sẽ nghĩ Việt Nam làm gì mà tự đóng được tàu chiến. Thì thực ra nghĩ như vậy không đúng, nhưng cũng không sai. Để đóng được tàu chiến, Việt Nam đã phải mua thiết kế sơ bộ với mẫu tàu TT-400TP mua của Ukraine với giá 800.000 USD. Nhưng đó chỉ là thiết kế cơ bản thôi, còn chi tiết thì người Việt đã tự tìm tòi, may mò để hoàn thiện. Còn nếu mua toàn bộ thiết kế đầy đủ, chi tiết và chuyển giao công nghệ thì chi phí lên tới 11 triệu đô la. Như vậy, chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền khi cố gắng tự đóng. Và đến nay, có hai con tàu chiến đã được cho là hiện đại nhất mà Việt Nam tự đóng thành công, bao gồm tàu TT-400TP và lớp tàu tia chớp. Vậy, những con tàu này được trang bị vũ khí gì, nó mạnh như thế nào? Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con TT-400TP. Đây là tàu tuần tra, loại tàu pháo. Cụ thể là trong tên của nó, TT có nghĩa là tàu tuần tra, còn TP là tàu pháo. Có thể hiểu nôm na, pháo là vũ khí chính trên con tàu này. Theo đánh giá của tạp chí Jane, một con tàu như này sẽ có giá khoảng từ 15 đến 20 triệu đô, tương đương khoảng 350 đến 460 tỷ đồng. TT-400TP có chiều dài 54m, rộng 9m, choán nước 378 tấn khi không tải, còn khi đầy tải nó đạt cỡ 480 tấn. Nó có thể chạy với tốc độ nhanh nhất là 59 km/h, hoạt động trong phạm vi tối đa là 4.600 km. Trong thời gian tối đa là 30 ngày, nó cần thủy thủ đoàn là 33 người. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem thế mạnh của con TT-400TP là gì. Thì thằng này nó được trang bị 4 loại vũ khí chính, gồm pháo hạm AK-176. Đây là vũ khí chủ lực của nó, được đặt ở mũi tàu. AK-176 là loại pháo hạm hiện đại, được điều khiển bởi radar. Ngoài ra thì còn có sự hỗ trợ của hệ thống quang học và định tầm laser, giúp nó có thể tấn công các mục tiêu xa tới 15 km. Tuy nhiên, độ chính xác cao nhất là ở tầm phạm vi 10 km. Viên đạn của loại pháo này nặng 12,8 kg, bao gồm cả thuốc nổ, còn riêng phần đầu đạn nặng 5,9 kg. Với tốc độ 980 m một giây, khả năng bắn tối đa lên tới 120 viên mỗi phút, thì nó có thể đánh chìm tàu, thậm chí cả máy bay của đối phương. Nó được nạp 152 viên trong ổ đạn và có đầy đủ là 316 viên đạn. Thứ hai là pháo AK-630 ở đuôi tàu. Đây là hệ thống pháo tự động, có nhiệm vụ bảo vệ tàu khỏi tên lửa hành trình và máy bay của đối phương. Với 6 nòng kép, băng tiếp đạn 3.000 viên, khẩu pháo này có thể bắn với tốc độ lên tới 5.000 viên một phút, đạn bay 900 m một giây. AK-630 có thể được điều khiển bắn tự động thông qua radar hoặc bắn thủ công qua kính ngắm quang học. Với tầm bắn 4.000 m, nó có khả năng tiêu diệt tên lửa hành trình trước khi nó kịp cắm vào con tàu. Vũ khí thứ ba là súng máy hạng nặng KPV 14,5mm. Tàu TT-400TP được trang bị hai khẩu súng máy hạng nặng có chiều dài lên tới 2m. Loại súng máy này có tầm bắn tới 4km với vận tốc viên đạn là 1.005m một giây. Tốc độ bắn là 10 viên một giây, nó được cho là có thể tiêu diệt máy bay của đối phương. Và thứ tư là tên lửa SA-16. Đây là loại tên lửa nhỏ gọn, vạc vai, dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không. Đúng như tên gọi, nó chỉ nặng có 10,8kg, dài 1,5m và hoàn toàn có thể vác trên vai. Tầm hoạt động cũng khá hạn chế, chỉ khoảng từ 4 đến 6km và chỉ tiêu diệt được các mục tiêu bay cao tối đa 3,5km. Nó được dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Tàu TT-400TP được trang bị 16 quả tên lửa này. Và để các vũ khí này hoạt động hiệu quả thì tàu đã được trang bị radar MR-123 với tầm quan sát 45 km, radar dẫn đường hàng hải Furuno, hệ thống nhận biết địch ta, hệ thống quang điện, hệ thống định vị dẫn đường vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc tự động. Rồi, sau khi đã đóng thành công lớp tàu TT-400TP thì Việt Nam lại tiếp tục đóng và cho ra mắt mẫu tàu hiện đại hơn, đó là lớp tàu Monija hay còn gọi là tia chớp của Liên Xô. Tàu tia chớp là loại tàu tên lửa cao tốc,
Cũng bởi vì khả năng cực kỳ linh hoạt của nó mà nó được gọi là tia chớp. Nhưng có lẽ ông tia chớp này giờ già rồi, khó so với các mẫu tàu hiện đại của các cường quốc hải quân. Để dễ hình dung thì tàu tia chớp cơ bản cũng giống tàu TT-400TP. Nó đều mang pháo AK-176, rồi cũng có pháo AK-630, rồi cũng có tên lửa nhỏ vác vai SA-16. Chỉ khác là nó không còn được trang bị súng máy, thay vào đó là nó được trang bị tên lửa diệt hạm. Đây là vũ khí mạnh nhất của nó. Tên lửa diệt hạm của tia chớp là tên lửa KH-35E. Nó dài 3,8m, đường kính 40cm, nặng hơn nửa tấn, chính xác là 520kg. Điều quan trọng là nó có thể bắn xa tới 130km, mang đầu đạn nặng 145kg. Nó có thể tiêu diệt những con tàu lớn của kẻ thù. Mỗi quả tên lửa này có giá khoảng 500.000 USD, tương đương 11 tỷ đồng. Khi bắn, tên lửa sẽ được điều khiển thông qua radar. Nó sẽ bay là trên mặt nước khoảng 10 đến 15m. Khi gần mục tiêu, độ cao được hạ xuống còn 4m với tốc độ 1.100m mỗi giây. Tên lửa này được cho là không dễ dàng bị đánh chặn. Mỗi con tàu tia chớp thì được trang bị 4 bệ phóng. Mỗi bệ phóng lại có 4 quả tên lửa. Như vậy nó có thể tấn công tối đa 16 con tàu khác. Trên con tàu tia chớp còn được trang bị radar với tầm quét lên tới 150km và nó cũng có lượng choán nước lớn hơn tàu TT-400TP khoảng 100 tấn. Như vậy, với sự trợ giúp từ nước ngoài, Việt Nam đã đóng thành công 2 tàu chiến với vũ khí hiện đại có thể mang theo cả tên lửa diệt hạm với độ chính xác cao. Tất nhiên là so với thế giới thì những con tàu này chẳng là gì cả, nhưng với Việt Nam thì đó là cả một sự nỗ lực và cũng là một bước tiến quan trọng. Tàu quân sự dù nhỏ nhưng nó cực kỳ phức tạp với nhiều hệ thống điện tử phức tạp. Con tàu không chỉ đóng xong, nổi được trên mặt nước và lắp được vũ khí, mà quan trọng nhất là vũ khí phải hoạt động được. Và Việt Nam thì đã thử nghiệm thành công, tên lửa và các loại vũ khí trên tàu được bắn với độ chính xác cao. Mong rằng trong tương lai Việt Nam sẽ còn làm chủ được nhiều công nghệ quốc phòng hơn. Ví dụ như đóng tàu tên lửa có thể bắn xa 1.000km, để nổi ở đâu cũng có thể tự bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.